Xin chào tất cả các bạn. Làm thế nào mà các bạn có thể có một lớp kem chống nắng sau khi các bạn đã trang điểm xong? Bởi vì khi mà trước khi chúng ta trang điểm, chúng ta sẽ có lớp kem chống nắng rồi, nhưng sau khi đó khoảng từ 2 đến 3 tiếng thì chúng ta phải sử dụng lại kem chống nắng để có một lớp bảo vệ da thật là hoàn hảo. Vậy làm thế nào để có thể xử lý được lớp chống nắng đó? Thì ngày hôm nay Bùi Hương Thắng sẽ mách cho các bạn cái cách để có thể thêm một cái lớp chống nắng bên trên cái lớp trang điểm. Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh chia sẻ kiến thức chăm sóc da khoa học của Bùi Hương Thắng. Mình đã theo nghề chăm sóc da này khoảng độ 9 năm rồi. Và trong cả một quá trình gặp rất nhiều khách hàng, mình đã cố gắng giải quyết cho mọi người theo hướng chăm sóc da khoa học, để các bạn thêm yêu làn da của mình, hiểu làn da của mình và tìm những sản phẩm thật sự phù hợp với làn da của mình. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà để thêm lớp kem chống nắng, thêm được một lớp bảo vệ trên lớp trang điểm. Thì như các bạn đã biết, với một gương mặt trang điểm rất là cầu kỳ, rất là nhiều lớp lên trên, cái việc mà để cho thêm một lớp kem chống nắng lên thì các bạn phải làm như thế nào? Thì chúng ta không thể nào mà có thể gỡ bỏ đi cái lớp make up và sau đó chúng ta lại có một thùng đồ to đùng để tiếp tục lại make up lại trước khi đi làm được, đúng không phải nào? Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn như sau. Với một cái lớp trang điểm mà các bạn đã làm rất là hoàn hảo rồi, với một làn da dầu thì chúng ta phải xử lý như thế nào? Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho làn da dầu trước nhá. Ở đây trên tay mình là có một hộp phấn. Hộp phấn này có chỉ số chống nắng là PA+ và SPF 50. Thì một việc rất là đơn giản, đấy là các bạn hãy dặm lại cái lớp phấn này. Vì trên cái lớp phấn này nó có một cái lớp chống nắng rất là tuyệt vời rồi. Các bạn sẽ dặm lại như thế này. Hãy xoay tròn cái đầu của cái chổi, các bạn lấy tròn đồ, sau đó rũ bớt cái phần phấn đi và đơn giản là chỉ dặm lại thôi. Các bạn lưu ý khi mà dặm bằng cái phấn như thế này thì hãy xoay đầu phấn này, hãy xoay cái đầu bông và xoay tròn. Chúng ta sẽ dặm lại theo từng khối một. Ví dụ phần má chúng ta sẽ chia làm hai phần. Sau đó đến phần cằm. Cái phần còn lại sót trên bông các bạn sẽ dùng ở phần cằm. Tiếp tục phần trán các bạn cũng chia ra làm hai phần, phần bên dưới trán, phần bên trên trán và phần mũi. Các bạn thân mến, với những bạn da dầu thì cái việc chúng ta dặm lại một lớp phấn có chứa chống nắng ở trên da như thế này nó cũng đã tối ưu rất nhiều. Cái lớp phấn này nó sẽ hút bớt đi lớp dầu và đồng thời lớp chống nắng SPF 50 cộng với PA+ sẽ giúp các bạn có một lớp chống nắng hoàn hảo cho làn da dầu. Với những bạn mà đã sử dụng trang điểm ở trên da và làm như thế nào đấy để chúng ta có thể có một lớp kem chống nắng để tiếp tục bảo vệ da của chúng ta mà không việc gì không phải vỗ lại như thế này nữa, thì ở đây trên tay mình có một loại xịt chống nắng của Anessa với chỉ số SPF 50 và PA là 1, 2, 3, 4+ luôn. Thì các bạn cũng lưu ý là chúng ta sẽ xịt lên trên gương mặt của mình, hãy nhắm toàn bộ phần mắt lại. Ở đây tôi sẽ xịt thử cho các bạn xem này. Thì các bạn lưu ý rằng là cái phần xịt này này, khi mà xịt ra nó sẽ bị một cái tình trạng nó hơi pẹp pẹp với kiểu như thế này. Nó sẽ bị đọng như thế này. Nhưng không sao, mình sẽ vỗ đều lên. Và cái lớp chống nắng này nó sẽ tối ưu được cho toàn bộ các cái phần khối mảng ở trên gương mặt của bạn. Các bạn thấy rằng là với hai nửa gương mặt, một bên này mình đang dùng cushion chống nắng không có màu và một bên này mình đang dùng phần kem chống nắng dạng xịt, nhưng cả hai bên màu da của mình sau khi được make up xong thì nó vẫn giữ nguyên được các phần khối mảng, vẫn giữ nguyên được cả phần lớp son môi của mình và nó không bị ảnh hưởng quá nhiều đến lớp trang điểm của chúng ta, có đúng không nào? Hy vọng là những cái mẹo mà mình vừa mới chia sẻ với các bạn sẽ giúp các bạn trang điểm có thêm lớp chống nắng để bảo vệ thêm làn da của mình trước tác hại của ánh nắng mặt trời. Và các bạn thân mến, nếu các bạn thấy những cái phần mình vừa mới chia sẻ với các bạn qua kinh nghiệm của mình, nếu các bạn thấy hay và hữu ích thì các bạn hãy áp dụng nhé. Và đừng quên, hãy mang những kiến thức này của mình mang tới những người cần đến nó để tất cả chúng ta cùng có một gương mặt xinh đẹp hơn, hoàn hảo hơn. Trước khi rời màn hình, đừng quên hãy để lại cho mình một nút đăng ký kênh, bình luận và like video này để được lan tỏa nhiều hơn những kiến thức chăm sóc da khoa học. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.